nhật lệ xin mến chào quý thính giả đã đến với kênh radio hay quý vị và các bạn thân mến không ai có thể sống một cuộc sống mà mình không mong muốn đặc biệt là trong hôn nhân mỗi cá nhân không thể có được hạnh phúc khi hôn nhân của họ không có tình yêu hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh nhật lệ sẽ mang tới cho quý vị và các bạn một câu chuyện kể về cuộc sống của một cặp đôi khi mà cuộc hôn nhân của họ là do gia đình dàn xếp họ đã từng ấp thầm tính đến chuyện ly hôn để đi tìm hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình mỗi người theo đuổi một lẽ sống riêng và rồi những điều không ngờ đã đến với hai người bọn họ ngay bây giờ chúng ta cùng theo dõi câu chuyện hứa hẹn những tình tiết rất bất ngờ và hấp dẫn này nhé chúc quý vị và các bạn có những giây phút thật thư giãn vui vẻ khi nghe chuyện trong một căn biệt thự lớn trong nhà gồm bốn người đang tập trung trong bàn ăn để dùng bữa tối tâm điểm của cả gia đình chính là cô con dâu của bọn họ bố mẹ chồng đặc biệt quan tâm tới con dâu của mình vẫn luôn để ý tới từng thái độ và sắc mặt của cô trước giờ cũng hiếm có cái cảnh gia đình nào như thế này cũng không phải do gia đình bên chồng sợ nàng dâu này mà là vì hai ông bà đang cố gắng cứu giúp cho hai vợ chồng gần gũi và thân thiết hơn với nhau mà thôi đây chính là căn biệt thự của ông bà chủ tịch tập đoàn hoàng vũ nằm trong những tập đoàn lớn của thành phố gia cảnh tất nhiên không hề tầm thường rồi vậy mà còn phải định nọt cô con dâu đơn giản vì cô gái này cũng không tầm thường chính là tiểu thư duy nhất của ông bà chủ tịch tập đoàn thịnh minh hai bên gia đình cho hai người kết hôn với nhau đa phần là vì lợi ích quang vinh không thích ngọc diệp mà cô cũng vậy lúc kết hôn cả hai đã kịch liệt phản đối nhưng không thành cuối cùng theo ý kiến của bố mẹ hai bên thì đám cưới vẫn được diễn ra nhưng cuộc sống theo hoàn cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy thì sao mà hạnh phúc ngọc diệp không có tình cảm với quang vinh dù là một chút cũng không có anh ban đầu cũng muốn thử hòa hợp nhưng thái độ và tính cách của ngọc diệp làm cho anh không cách nào thích nghi được hết cũng đành từ bỏ cuộc sống của hai người bọn họ tính tới nay đã hơn một năm một tuần bảy ngày nhưng đã cự khái hết sáu ngày rồi muốn một chút yên bình cũng không được cũng vì lý do này mà hai ông bà già mới phải bỏ đi cái tôi của mình nhỏ nhẹ khi nói chuyện với người con dâu tối nay đều là chuẩn bị cho con đó diệp à ăn nhiều chút nhé con ngày nào con ăn cơm cũng không đến một chén. Như vậy Hoài thì sẽ ốm đi nhiều lắm đấy con ạ." À. Ngọc Diệp bĩu môi, nhìn đống thức ăn được chuẩn bị chu đáo ở trên bàn. "Thì con đang muốn giảm cân mà mẹ. Con gái còn trẻ như con ăn nhiều quá mập rồi phát tướng thì phải làm sao đây?" Bà Ngân nghe cô nói thế thì cũng không biết phản ứng thế nào, ngây người một chút, lại cố gắng nở nụ cười với Ngọc Diệp. "Nhưng mà con cũng phải ăn cho có sức mà đi làm nữa chứ." cứ nhịn nhịn kiểu đấy thì cũng không tốt sức khỏe đâu con ạ à. bà ngân gắp vào trong chén của cô mấy món thức ăn ông hoàng chồng bà bên cạnh cũng phụ bà gắp cho cô mấy đũa ngọc diệp khẽ lắc đầu mấy cái cuối cùng lại gắp qua chén của quang vinh đang ngồi ngay bên cạnh mình mấy món này hình như ba mẹ anh thích đấy anh ăn đi cho tăng lên vài ký nhìn anh cũng ốm đấy quang vinh biết cô đang nói mỉa mình nhưng ở trước mắt bố mẹ anh không muốn cãi nhau với cô nên cũng thôi mà ăn trong nhà này ngọc diệp biết ai cũng không dám đụng chạm vào mình nên mới có cái thái độ kiểu này cô chỉ là muốn ly hôn sớm hơn một chút nữa diệp muốn sau khi bố mẹ chồng chịu không nổi nữa thì sẽ đòi ly hôn thôi mà kế hoạch này cả năm rồi vẫn chưa có kết quả gì hết không khí bữa cơm của cả gia đình này không bao giờ vui vẻ nổi lúc nào cũng khó chịu và gượng gạo vừa ăn xong thì hai vợ chồng quang vinh và ngọc diệp đi lên phòng hai người chưa bao giờ ngủ chung với nhau chỉ là được cái giấy kết hôn là nói hai người là vợ chồng còn những thứ khác thì hoàn toàn ngược lại hôm qua em ngủ phòng kia rồi hôm nay tới anh kìa ừm em biết rồi à mà này bộ anh định tiến hành cái cuộc sống này mãi như vậy luôn đó hả anh vinh anh không có kế hoạch gì để hai chúng ta ly hôn à? Vinh đang ôm chăn gối của mình Thì nghe Diệp nói thế lại nhíu mày và thở dài Bây giờ kế hoạch là thế nào nữa bây giờ? Anh cũng đâu còn cách nào khác Bộ chúng ta muốn ly hôn là được à? Em làm như anh không muốn vậy đấy Lần trước ly hôn mà có thành công đâu Đã vậy mà bố mẹ hai bên Còn cho tụi mình nghe một bài ca sám hối Của hai người họ nữa đấy Em muốn nghĩ thì tự mà nghĩ đi Đau đầu chết đi được Đàn ông con trai gì mà ngộ vậy Chuyện gì cũng đụng đến tay phụ nữ hết Sống như vậy không có chút hạnh phúc Vậy sống chung làm cái gì nữa vậy trời Quên dặn anh nữa Vài hôm nữa đi du lịch với công ty ở Vũng Tàu Tầm một tuần thì về Khỏi cần bịa chuyện nữa Anh biết em đi với ai mà Muốn làm gì thì làm Tùy em đi Dù gì em tìm được hạnh phúc bên ngoài thì cũng tốt Tất nhiên rồi Ngủ ngoan nhé ờ em cũng ngủ ngoan quang vinh đáp lại lời cô rồi cũng ôm chăn gối rời đi ngọc diệp bị anh phát hiện chuyện có gian tình ở bên ngoài từ lúc nửa năm trước rồi nhưng anh vẫn không nói gì mà giữ im lặng anh cảm thấy mình không mang lại được hạnh phúc cho cô thì để người khác thôi thứ ràng buộc họ duy nhất lúc này chính là bố mẹ hai bên thôi quang vinh cũng không hiểu sao bố mẹ mình có thể làm như vậy sau khi họ đám cưới thì bố mẹ anh và ngọc diệp chính thức trở thành đối tác làm ăn số một của nhau cùng nhau ngày càng phát triển hơn nữa cũng chính vì cái lợi ích công việc tiền tài này mà họ đồng ý đánh đổi hạnh phúc của con cái mình hai gia đình đều đặt lợi ích của tập đoàn và số tài sản lên hàng đầu hoàn toàn quên mất chuyện hạnh phúc tình cảm của con mình mỗi ngày thì vinh và cô đều sẽ phân phòng ra để ngủ hôm qua cô đã ở bên này thì hôm nay sẽ tới lượt của anh ông hoàng và bà ngân rất ghét việc này nhưng cho dù hai người có phản đối thì một trong hai cũng sẽ ôm gối xuống nền nhà ngủ vì vậy mà cả hai người cũng bó tay mỗi buổi sáng thì đại gia đình đều sẽ có một cuộc tụ tập để dùng bữa đây cũng chính là khoảng thời gian mà ngọc diệp ghét nhất hai cái ông bà này cứ muốn cho bọn họ sớm ngày hòa hợp còn hy vọng có sinh con đẻ cháu cho họ nữa chứ À Vinh à Gần đây mẹ có thấy mấy loại túi hiệu Và trang sức mẫu mới ra đấy Hôm nào rảnh con với Diệp cùng nhau đi lựa thử đi Mẫu mới ra không chừng vợ con Sẽ thích đâu Vinh à Quang Vinh nhìn sang cô một cái Chậm rãi gật đầu Nhưng vẫn đang chăm chú phần ăn sáng của mình Thôi không cần đâu mẹ ơi Lâu lâu con tự đi với bạn bè là được rồi Anh ấy bận rộn lắm Mà con cũng vậy nữa mất công lại phí thời gian của nhau thôi cũng không làm được gì hết con đừng nói vậy chứ chỉ cần ba nó dành một buổi cho con là được rồi trong tập đoàn cũng đâu có đến nỗi nào không lẽ phó chủ tịch mà bận hơn chủ tịch cả thời gian dẫn vợ đi mua sắm cũng không có luôn à ông hoàng nhìn về phía con trai mình đang hy vọng anh sẽ lên tiếng đề nghị cũng không phải là không có em muốn thì mình đi một bữa đấy Hai đứa đi mua sắm đi hâm nóng tình cảm. Nghe tới thì Ngọc Diệp lại không vui vẻ, tâm trạng của cô dường như bị đẩy lên đến mức xấu nhất vậy. Cô mạnh bạo quăng đôi đũa sang một bên, chén cơm vừa ăn xong cũng bị quăng làm cho nó vỡ tan tành trên mặt đất. Bố mẹ chồng có mặt ở đó cũng hoảng hốt vì cái hành động này. Trước giờ dù có thế nào cũng chỉ là cãi vã vài câu hay là nói năng có hơi trái ngược mà thôi không ngờ bây giờ cô con dâu này lại làm như thế ngay tại mâm cơm nữa chứ sao mà bố mẹ cứ nói mấy chuyện này hoài vậy chứ Còn con thật sự không muốn có cái cuộc hôn nhân này đâu ạ à? giữa tụi con không có tình cảm thì lấy gì mà đi hâm nóng cơ chứ con no rồi con không muốn ăn nữa ba người ăn đi nói rồi cô cầm cái túi sách đã đặt ở gần đó rời khỏi nhà người giúp việc trong nhà nhìn cảnh này mà cũng trợn mắt há hốc mồm vì thái độ của ngọc diệp vinh ơi là vinh ba đã nói với con thế nào bộ con không hiểu hay sao vậy hả ba mẹ vợ con rất là muốn hai đứa hạnh phúc con biết không bây giờ con nghe vợ con nói gì không nó nói nó không có tình cảm với con kìa con là đàn ông mà lại để vợ cho mình nó nói như thế đấy ạ à. quang vinh cảm thấy mình ăn cũng không xong anh cũng rất là mệt mỏi đây ở công ty thì bận tối mặt, tối mũi Ai cũng hy vọng về nhà sẽ vui vẻ cười nói Mà anh về tới nhà Lại gặp cái cảnh như thế này nữa chứ Hỏi xem ai mà không mệt mỏi đấy Bà à Con cũng giống như cô ấy mà thôi Lúc đầu đã như vậy rồi mà Ai bảo hai bên cứ muốn gửi làm gì Bây giờ lại đổ thừa cho con chứ Con cũng đâu có muốn cuộc hôn nhân của con thành ra như vậy đâu Anh nhíu mày khó chịu vì những lời nói của ba mình vốn dĩ là do người lớn làm ra cơ mà Không có tình cảm thì làm cho có tình cảm Bố mẹ tìm cho con chỗ tốt như thế Mà con còn chê khen nữa đó à Ba thấy tốt thì ba cưới luôn đi Con không muốn nói nữa Tụi con muốn ly hôn Còn không thì con không muốn nói thứ nữa Con đi làm đây Anh cũng cầm theo cái cặp Rồi lái xe tới tập đoàn làm việc Ông Hoàng nhìn theo hướng con trai Rồi lại thở phào nhìn bà Ngân Tới khi nào thì gia đình con cái của mình Được êm ấm đây hả bà Cái này còn phải tùy thuộc vào tụi nó rồi Mấy hôm sau Ngọc Diệp kéo vali Rời khỏi nhà viện cứ đi du lịch Quang Vinh ở trong nhà Nhìn theo cô đi rồi Cũng cùng ba đến tập đoàn để làm việc Ngọc Diệp hẹn gặp Người tình của mình ở nơi này Hai người muốn đi du lịch với nhau Để nâng cao thêm tình cảm mà thôi Cô thật sự cảm thấy rất vui vẻ khi có thể được ở bên cạnh người mình yêu như thế này chứ không phải cái không gian tẻ nhạt như ở trong nhà em thấy biển ở đây có đẹp không đẹp nhất là khi có anh ở bên cạnh em nữa đó ngọc diệp hôn vào bờ môi của người đàn ông kia anh ta cũng chính là người tình của cô ở bên ngoài anh ấy tên là tùng lớn hơn cô một tuổi là một trưởng phòng marketing giá người cao giáo gương mặt cũng khá tuấn tú và khôi ngô cách nói chuyện của anh ta cũng rất là ngọt ngào và dịu dàng tất cả những điều này tạo nên một người làm cho ngọc diệp say đắm chuyện này diễn ra đã hơn nửa năm cô không quan tâm ai sẽ biết cô chỉ muốn lúc này dành thời gian bên anh thật nhiều mà thôi lần này hai người cùng nhau đi du lịch biển vũng tàu vì nghe nói đi biển hợp với các cặp đôi mà cả hai cũng thích hải sản nên mới chọn nơi này Buổi sáng Tùng và Diệp cùng nhau đi dạo quanh các khu công viên, khu vui chơi giải trí để giải tỏa tinh thần của cô. Buổi chiều một chút thì rủ nhau đi tắm biển, nghịch nước ở dưới đó, đến buổi tối thì đi bộ đến các chợ đêm thưởng thức hải sản nướng. Ở nơi này đầy những mùi hương thơm lừng, hai người nhìn thấy có một cô bé chạc tuổi mình đang đứng bán ở một quầy nhỏ. Vì thấy cô bé này có chút cô đơn, nên mới ghé vào quầy này để mua ủng hộ Nhưng đến gần Thì hai người mới bất ngờ Vì hình dáng và gương mặt Của cô bé bán hải sản nướng này Em... em à Sao mà cô bé này giống em quá vậy Thật sự Rất là giống luôn ý Tùng bất ngờ Khi nhìn thấy có người tựa như bản sao Của bạn gái mình Anh cứ quay đi quay lại nhìn xem Có chỗ nào khác nhau hay không Cả Ngọc Diệp cũng lần đầu nhìn thấy sự việc kỳ lạ như thế này cô còn nghĩ mình đang nằm mơ nữa kìa đúng là giống em thật đấy à à cô à cô tin gì vậy rồi nhà cô ở đâu hình như cô gái bán hải sản kia cũng nhận ra điều gì đó bất thường về đôi trai gái này đặc biệt là người con gái kia nhìn lại thì hoàn toàn giống với mình cô gái đó cũng giật mình ủa ủa mà khoan đã Sao, sao nhìn chị giống với tôi dữ vậy Chị là ai thế Cô trả lời tôi trước đi đã Tôi ở một khu xóm trọ nhỏ Ở gần đây Tôi tên là Dung Còn chị Tới lượt chị nói ra thân phận của mình kìa Sao mà chị giống tôi dữ vậy Tùng cầm hộp đựng hải sản nướng Mà cũng ngỡ ngàng nhìn hai cô gái Ở trước mắt mình Anh còn đang e sợ rằng Mình nhận nhầm bạn gái nữa kìa Tôi còn không biết nữa đây này rồi bố mẹ cô là ai thế có thể cho tôi gặp họ có được không ây cái này tôi là trẻ mồ côi không có bố mẹ tôi lớn lên trong cô nhi viện bây giờ thì đi bán hải sản nướng ở đây để kiếm sống thôi ngọc diệp nghe tới đây thì lại có chút hứng thú bây giờ cô không muốn quan tâm tới xuất thân của người con gái này nữa rồi ngày nào cô cũng sẽ bán ở đây đúng không đúng rồi vậy cảm ơn nhé tôi đi trước Đi nhanh lên anh, về khách sạn nói chuyện đi, em có chuyện muốn nói với anh này. Tùng không biết cô đang nghĩ gì, nhưng mà anh cũng đi theo phía sau lưng cô quay về khách sạn họ đang thuê. Anh sợ mấy lần sau mà ra ngoài, nếu gặp lại chắc là anh sẽ nhìn nhầm người mới thôi. Không hiểu sao mà lại có chuyện như vậy đây chứ. Sao vậy, em có chuyện gì vậy à? Anh thấy người con gái lúc nãy rất giống em mà, phải không? Ừm, đúng là rất giống em nếu không chịu để ý chưa chắc nhận ra được nữa em có ý tưởng này mình thuê cô gái đó về giả làm em đi em thật sự không thích ở đó với bên gia đình họ nữa đâu chi bằng mình hãy để cô gái ấy về giả làm em chỉ cần trang điểm chỉnh chu lại thì y hệt như em rồi còn gì cô gái đó còn mồ côi nữa sẽ không có vấn đề gì đâu tùng nghe diệp nói thì suy nghĩ một chút anh cũng rất yêu diệp thêm biết được về chuyện hôn nhân không hạnh phúc của cô nên anh mới đồng ý quen cô tùng là một người chân thật cũng rất yêu ngọc diệp nghe cũng được đó em à nhưng mà phải đảm bảo là không ai phát hiện thì mới được lỡ như mà ba mẹ em hay gia đình bên đó biết được thì hai đứa mình cũng tiêu luôn đấy em biết mà nên chuyện này chắc chắn phải tiến hành cho đàng hoàng để mà lộ ra ngoài thì thanh danh của cả nhà em tan thành mây khói hết Tối hôm đó ở trong khách sạn, Tùng và Diệp cùng nhau suy tính kế hoạch để cho cái cô bán hải sản nướng kia có thể trở thành một ngọc diệp thật sự. Tối hôm sau, hai người lại cùng nhau tìm tới nơi cô ấy đang bán hải sản và dẫn ra một quán cà phê gần đó để nói chuyện rõ ràng. "Hai anh chị có chuyện gì mà phải nói ở ngoài này mới được vậy?" Cô mồ côi không có gia đình, bán hải sản như thế này cũng không có nhiều tiền. Cô muốn kiếm tiền không? Tôi đang có việc cần nhờ tới cô đây Dung có chút tò mò Về việc mà Diệp đang nói Ý chị là sao? Chị muốn giới thiệu công việc cho em à? Tất nhiên rồi Không giấu gì em Chị là con dâu trong một gia đình nhà giàu Nhưng bây giờ chị không muốn sống Trong cái cảnh hôn nhân đó nữa Em chỉ cần về đó già làm chị Trong 3 tháng mà thôi Sau 3 tháng chị sẽ cho em 3 tỷ cũng đủ cho em xây một cái nhà và sống tốt gì đấy Em thấy thế nào Có muốn làm thử không Ba tháng sẽ có ba tỷ Dung nghe lời chào hàng Rất cuốn hút của Diệp Số tiền ba tỷ Với một cô gái mồ côi như Dung Là một cái gì đó tựa như kỳ tích vậy Cô trước đây đi bán hải sản Chưa từng dám mơ bản thân mình Sẽ có ngày này Chị... Chị đang nói thật sao Thật sự sẽ là ba tỷ Trong ba tháng hay sao Ngọc Diệp sợ Dung nghi ngờ về lời nói của mình Nên liền cầm một cái tờ giấy đưa cho cô xem Đây được xem như tóm tắt lý lịch của cô Dung xem xong thì cũng trợn mắt Há hốc mồm không dám tin người trước mắt mình Lại chính là tiểu thư của một gia đình tài phiệt lớn như thế Gương mặt của hai người giống nhau như từ một khuôn Vậy mà hai người hai số phận cách biệt quá lớn Được Vậy em nhận lời làm giả chị trong ba tháng sau 3 tháng thì em sẽ hết việc đúng không chị? Tất nhiên là như vậy rồi, nhưng mà em phải đảm bảo không để chuyện này cho người khác biết. Tối hôm nay chỉ có chị và em cộng thêm bạn trai của chị thôi. Em ký vào bản cam kết này đi, trước giờ chị làm việc đều phải trên giấy tờ đàng hoàng như thế này thì chị mới yên tâm. Dạ vâng. Dung rất nhanh liền đồng ý, ký vào bản cam kết kia. Tùng và Diệp cũng hài lòng. Nói xong thì liền mang Dung đi theo mình Tiến hành những việc cần làm Bây giờ là buổi tối nên hơi khó một chút Tùng thuê thêm một phòng khách sạn cho cô ở gần hai người Sáng mai lại tính tiếp Đây là lần đầu tiên Cô gái nghèo là Dung được ở trong một khách sạn sang trọng tới như vậy Cả cái phòng cũng rất đẹp nữa Một đêm ở đây bao nhiêu tiền vậy chị? Có khi nào bằng cả một tháng thuê trò của em không chị? Chắc là hơn đó em mà đây là khách sạn 5 sao mà Thôi em cứ nghỉ ngơi ở đây đi nhé Phòng của hai anh chị ở cạnh một bên Cần gì cứ chạy sang gõ cửa Ngày mai chị với anh ấy Sẽ biến em thành Ngọc Diệp thật sự Hy vọng là em không làm chị thất vọng đi nhé Dạ vâng chị Sẽ không đâu ạ Ờ Thôi chị cũng về phòng ngủ cái đã Đồ dùng trong này em cứ dùng thoải mái đi nhé Dạ chị ngủ ngon Cọc Diệp gật đầu rồi đóng cửa phòng bước ra bên ngoài. Dung vô cùng hào hứng khi được ở trong một căn phòng sang trọng tới như vậy. Cô nàng khám phá hết những thứ trước mắt mình đều là hàng cao cấp. Trong phòng tắm cũng sạch sẽ và được trang bị nến thơm cực kỳ tốt. Dung cảm thấy cuộc sống của một người có tiền thật tốt. Có người may mắn tựa như Diệp sinh ra đã giàu. Còn cô thì chỉ là đứa trẻ mồ côi làm gì cũng khó. Đêm đó Dung nằm trên chiếc giường êm ái trong đó Cô sử dụng điều hòa để làm mát không khí trong phòng Cảm giác này cực kỳ thoải mái Nhưng mà bây giờ cô lại không ngủ được Mình giả làm chị ấy thì sau này phải cư xử thế nào Chị ấy bảo mình phải làm dâu nữa chứ Trước giờ làm gì có ai dạy mình Sống với bố mẹ chồng phải làm sao đâu Mình đâu có biết Rồi chồng chị ấy là người thế nào Mình cũng không biết nữa Cô nàng suy nghĩ được một lúc thì cũng mỏi mệt đi vào giấc ngủ. Còn Tùng và Diệp ở phòng bên cạnh cũng chưa ngủ mà đang bàn tính với nhau. Em thấy cô gái đó lạ không? Lỡ như cô gái đó là cái gì của em thì sao? Thì lúc đầu em cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà trước giờ bố mẹ em đâu có nhắc tới em có em hay là gì đâu. Trong nhà chỉ có một đứa con duy nhất là em mà. Mà thôi cũng kể đi anh ơi, chuyện của mình tính trước đã ừm cũng đúng chỉ cần muốn xét nghiệm thử thì lúc nào cũng được mà để từ từ cũng chẳng sao dù gì cô ấy cũng đang làm việc cho mình tùng gật đầu diệp nằm trong lòng của anh mỗi đêm khi ngủ cả hai người đều ôm chặt nhau như vậy vừa ấm áp lại vừa hạnh phúc ngọc diệp rất yêu tùng cô chỉ mong rằng bố mẹ mình sớm ngày hiểu được giữa cô và vinh không có kết quả mà đồng ý cho họ ly hôn sáng hôm sau tùng đưa diệp và dung tới tiệm làm tóc thay đổi từ kiểu tóc cho tới phong cách của dung sao cho giống diệp nhất có thể mất cả buổi sáng để làm tóc và đi mua quần áo thì nhìn bên ngoài hai người như là một vậy đó cách duy nhất để tùng nhận ra được bạn gái anh là đôi giày mà cô đang mang là đôi loại đặc biệt mà anh tặng riêng cho cô chỉ có năm đôi giới hạn lúc đó hai người còn mang cặp nữa nên không sợ bị nhầm lẫn Dung nhìn mình ở trong gương Cô không dám tin rằng Mình trong một buổi Có thể biến thành y hệt như vị tiểu thư Con nhà đài các kia Vậy là cô sắp phải đi vào làm giả Người kia rồi Em thấy thế nào? Có phải nhìn hai chúng ta giống nhau lắm không? Dạ, dạ chị Vậy thì bao giờ Em phải đi vào làm giả chị vậy ạ? À? Ngày ngày mai luôn nhá Chị sẽ chuyển trước cho em 100 triệu Xem như là giữ lòng tin của em Em nhớ là làm việc cho đàng hoàng Chị không muốn mọi chuyện bị hư hại gì đâu đi nhá Dạ vâng em hiểu rồi Hôm nay chị sẽ dạy em một số cách để em ứng xử cơ bản Trong việc về ngôi nhà đó Trong nhà có người giúp việc nữa đấy Em không nên tỏ ra hiền như cục đất kiểu này Bọn họ sẽ hoài nghi em đấy Ba người cùng nhau trở về khách sạn trong lúc ngọc diệp đang tỉ mỉ nói chuyện với dung thì tùng lại tự tay chuẩn bị đồ ăn cho bạn gái của mình anh hy vọng dung sẽ làm việc tốt để hai người bọn họ được ở cạnh với nhau thêm ba tháng nữa chứ chị liên lạc qua mạng xã hội làm anh buồn lắm em hiểu hết những gì chị nói rồi đúng không giả dạ vâng chị em hiểu rồi những phần còn lại chị cho em tùy cơ ứng biến luôn đấy đừng để bị lộ là được tới khi chị về sẽ tự có cách dạ ngay ngày hôm sau thì ngọc diệp đã cho xe đón dung về đóng thay mình sau chuyến đi du lịch quang thấy cô về sớm hơn dự định một chút thì thấy hơi lạ nhưng anh cũng không hỏi anh sợ mình lại làm cô khó chịu nữa anh giúp em mang hành lý lên phòng nhé ừm uhm. cảm giác đầu tiên của dung khi bước vào ngôi nhà này chính là cái mùi đầy tiền trong nhà có tài xế riêng có người giúp việc nấu cơm giúp sân vườn thì đỗ ba bốn chiếc xe hơi cùng một lúc to như nguyên cái khu nhà trọ của cô ở lúc trước đây vậy trong nhà từ nội thất cho tới đồ đạc đều là thứ hàng đắt tiền bộ bàn ghế trong nhà cũng được làm từ gỗ cao cấp căn nhà này chăng giá cũng cả trăm tỷ chứ không ít đây đây y như là nhà tài phiệt như trong mấy bộ phim mình xem vậy đó còn có hồ bơi nữa chứ đẹp quá trời luôn vậy mà chị diệp lại nói là không thích cuộc sống ở đây có bao nhiêu người muốn bước vào đây sống cơ chứ quang vinh thấy hôm nay vợ mình hơi lạ một chút nên anh mới lên tiếng hỏi cô em đang nhìn gì vậy em bị tiếng gọi của anh thì dung mới bất ngờ hướng mắt lại nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình cô thấy anh thì lại trợn mắt lên anh ấy sao mà lại đẹp trai dữ vậy trời nhìn như mấy anh diễn viên trong phim vậy sao mà chị ấy sướng quá nhỉ nhà đã giàu còn có chồng đẹp trai nữa chứ có phải mặt anh dính gì nữa hay sao mà em lại nhìn anh nữa vậy đâu đâu có tự nhiên hôm nay em thấy anh đẹp trai quá thôi nên mới như vậy chồng em nhìn cũng điển trai quá nhỉ quang vinh tự nhiên được cô khen ngợi thì khá bất ngờ không hiểu sao hôm nay vợ mình lại cứ sừa kiều này nữa trước giờ cưới nhau hơn một năm mà cô chưa từng khen anh như vậy cùng lắm chỉ khen anh thông minh sáng dạ mà thôi em nói thật đó à nói thật chứ bộ thấy chồng em cũng đẹp trai lần đầu tiên anh nghe em khen anh kiểu vậy luôn ấy hôm nay tự nhiên thấy vợ cũng đáng yêu vậy ta sau này đừng có cãi nhau với anh nữa là được rồi đi du lịch vũng tàu thế nào có vui không em anh được cô khen một tiếng thì cứ như là bay lên chín tầng mây cũng quên mất chuyện Ngọc Diệp Thật sự đi vũng tàu Là cùng với người tình Về những câu hỏi kiểu như vậy Thì Dung cũng đã được giảng dạy đầy đủ cả rồi Cô nàng nhẹ cười rồi trả lời Cũng vui anh à Phải chi có anh đi cùng với em Thì tốt biết mấy À mà anh giúp em sắp xếp đồ đạc vào trong tủ đi nhé Em đi tắm rửa cái đã Ừ Anh cười cười Vì thái độ hôm nay của vợ mình không lẽ mới đi du lịch về có cái gì đó làm vợ của anh ngộ nhận ra rồi sao? Nhưng mà Vinh cũng không nghĩ nhiều. Giúp cô dọn dẹp đồ đạc vào trong tủ quần áo. Dùng bước ra, nhìn thấy dáng vẻ của anh đang dọn đồ dùm mình mà trong lòng lại âm thầm cảm thán. Chị Diệp nói với mình, hai vợ chồng không yêu thương gì nhau. Mà sao anh ấy nghe lời quá vậy nhỉ? Đường đường là một phó chủ tịch. Mà vợ kêu dọn đồ cũng nghe lời đi dọn luôn. Chị Diệp cũng sướng mà Quang Vinh xoay người lại Thì nhìn thấy cô đã đi ra Tóc hơi ướt vì mới gội đầu xong Dung tự mình ngồi xuống Bộ bàn trang điểm rồi sấy tóc Hàng ngày thì anh cũng không giúp cô Làm chuyện này Hôm nay bố mẹ không có ở nhà hả anh Nãy em về không có thấy ai hết Ừ Hai ông bà đi chơi hai hôm rồi về Ngày mai là về rồi Nên hôm nay chỉ có hai vợ chồng mình thôi Dung hỏi cô này lại làm cho anh thêm ngây người đó giờ bố mẹ chồng rất hay nói chuyện với ngọc diệp nhưng mà cô cũng không để tâm bây giờ đi du lịch về không thấy hai người già ở nhà thì liền hỏi anh cảm thấy hôm nay mình giống như đang nằm mơ vậy đấy mà em à có thể cho anh hỏi một chút không ừ anh có chuyện gì thì cứ nói đi em với bạn trai của em có chuyện gì rồi à hay là hay là đã chia tay rồi sao mà tự nhiên em quan tâm đến gia đình mình vậy lúc trước em không có nói chuyện kiểu như vậy cũng không có hỏi thăm ba mẹ của anh dung nghe quang vinh hỏi thì mới bất ngờ nhận ra mình đã lỡ làm một số việc mà thường ngày ngọc diệp không hề làm cô nàng vì sợ bị phát hiện nên mới cười cười trả lời lại anh ừm em với anh ta chấm dứt rồi em muốn em và anh thử cùng nhau chung sống xem như thế nào nếu anh cũng yêu em thì chúng ta từ từ tính tiếp còn không thì mình tìm cách mà ly hôn chứ em cũng chịu rồi anh nhỉ à? thì ra là như vậy anh cảm thấy ly hôn bây giờ có hơi khó khăn một chút được thì hai chúng ta cùng thử em nhé anh luôn hy vọng là mình có thể sống hạnh phúc chứ ngày nào cũng cãi nhau anh mệt lắm em à phóng lao thì phải theo lao xem như thời gian này mình giúp chị diệp hâm nóng tình cảm đi mình chỉ cần khỏi ngủ với anh ta nói chuyện cứ nhỏ nhẹ bình thường là được rồi ba tháng thôi dung ơi cố lên dung dung cố gắng chấn an bản thân để không lộ ra sơ hở cô sợ mình mà bị phát hiện thì thôi sẽ tiêu mất mở hôm nay anh không đi làm hả anh anh nghe em nói buổi sáng nay em về nên ở nhà chơi với em một buổi đó mà em ăn trái cây không anh xuống nhà kêu người gọt cho em ăn cũng được đi ra ngoài biển chơi toàn mùi hải sản thôi em chờ anh một chút nhé quang vinh từ lúc nghe cô nói chuyện muốn thử hòa hợp thì trong lòng rất vui vẻ anh cứ cười rồi đi xuống dưới nhà mang lên cho cô một đĩa trái cây to đùng dung nhìn thấy trái cây tươi ngon như thế thì cực kỳ thèm trước giờ ngọc diệp sẽ không bao giờ ăn hết đống này đâu nhưng mà đây là dung cô không phải là ngọc diệp thật nên chưa gì mà đĩa trái cây đã bị cô chén sạch không còn gì cả Anh đứng bên cạnh nhìn Mà há hốc mồm bất ngờ Cái gì vậy trời Sao mà vợ tôi thay đổi chóng mắt vậy Nói năng thì nhỏ nhẹ dịu dàng Đã vậy còn ăn nhiều đột xuất nữa chứ Đi du lịch về Đúng là đã xảy ra vấn đề gì đó rồi mà Anh ái ngại gãi gãi đầu Nhìn đĩa trái cây trống không ở trên bàn Ngon thật anh à Đi mấy ngày ở ngoài biển toàn là hải sản về ăn trái cây đúng là ngon thật Hôm nay em ăn khỏe thật á Sau này cứ ăn thoải mái như vậy đi nhá Chứ em cứ ăn ít thì anh lại sợ em gầy đi nữa đấy Em biết rồi mà Lúc đó em đang ăn kiêng nên mới vậy thôi Bây giờ thì khác rồi Vậy thì được Buổi ăn cơm chiều hôm đó Vì hai ông bà không có ở nhà Nên việc đóng giả làm ngọc diệp của Dung Cũng nhẹ thở hơn rất nhiều Hôm nay Quang Vinh kêu người nấu cho vợ mình rất nhiều món ngon. Lúc nãy nghe cô nói không ăn kiêng nữa, nên anh mới bảo người nấu nhiều món cho cô ăn thật thoải mái. Dung nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, thì vui không tà nổi. Cô nàng thoải mái mà gắp đũa liên tục. Đến anh cũng phải bật cười vì độ háo ăn này của cô. Dung thấy cuộc sống này thật là tuyệt vời. Cô ở đây không cần đi bán buôn cực khổ ở ngoài chợ, lại không cần hà tiện mấy cái chi tiêu. Ngược lại thì đồ ăn thức uống Lúc nào cũng đầy đủ Mà cô chủ trong nhà này Đúng là thật sung sướng Không cần đụng tới cái móng tay nữa Đồ ăn hôm nay ngon lắm luôn đi anh Anh cũng ăn nhiều vào đi Nhìn em như đứa con nít vậy đấy Làm như trước nay có người dành ăn với em không bằng Em thích thì cứ thoải mái ăn đi Nếu mà có thèm cái gì Thì cứ bảo người làm nấu cho em ăn Lúc trước em cũng hay như vậy lắm mà Em biết rồi Tự nhiên thấy mấy món này ngon đó thôi mà. Thì ra người giàu cảm thấy mấy cái này là bình thường, có tiền đúng là sướng thật, đống đồ ăn này chắc chắn không hề rẻ chút nào. Dung âm thầm cảm thán cuộc sống như tiên dáng trần ở đây, phải chi cô cũng được sinh ra trong một gia đình như thế này thì tốt biết mấy. Hôm sau, bố mẹ chồng của Ngọc Diệp đã trở về. Hai ông bà thoáng giật mình vì người chạy ra đón là con dâu của hai người họ. Thường ngày làm gì có cái chuyện này cơ chứ? Đều là người giúp việc chạy ra mang đồ vào trong nhà phụ mà. Bố mẹ đi chơi có vui không ạ? À? Mẹ để con cầm đồ phụ cho. Dung vui vẻ giúp mọi người mang hành lý vào trong nhà, cô còn rót hai cốc nước đặt lên bàn cho hai người uống giải khát nữa. Ông Hoàng có chút bất ngờ, nhìn sang vợ mình xem thử phản ứng của bà, mà bà ngân cũng không khác ông là mấy cũng đang hơi bàng hoàng đây Con đi du lịch Vũng Tàu về hồi nào vậy con? Dạ, con mới về hôm qua thôi mẹ Con nghe anh Vinh nói Bố mẹ đi chơi hai ngày thì về Bố mẹ già rồi mà vẫn còn mặn nồng cùng nhau đi du lịch miết đi thôi Bà Ngân thấy con dâu mình hôm nay nhỏ nhẹ vui vẻ như vậy Thì bà cũng vui vẻ lắm Bà nghi ngờ rằng Con trai bà và con dâu đã làm lành với nhau rồi Con đi du lịch chắc là cũng vui đúng không? Bố mẹ đi chơi cũng có mua một chút quà về cho hai đứa lên này. Con giúp mẹ mở cái vali đó ra con. Dung nghe lời bà, mở cái vali màu xanh nhạt của bà ra thì trong đó là một bộ trang sức vô cùng lấp lánh đập vào mắt của cô. Ánh mắt của Dung hoàn toàn bị thứ đồ đắt tiền này mê hoặc. Cô nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Cái này đẹp quá đi mẹ ơi. Mẹ mua về tặng cho con đấy. Con lại đây mẹ đau thử xem có hợp với con không dung ôm bộ trang sức đắt tiền đó đến bên cạnh bà ngân nụ cười hiền hậu của bà hiện lên trên mặt dung biết mình đang mang trên người một thứ có giá trị vô cùng to lớn đi du lịch thôi bà có thể mua một bộ trang sức đắt tới mức này luôn sao cô càng ngày càng ngưỡng mộ những người này cách bọn họ dụng tiền cứ như là giấy vậy đó đây con dâu quay người lại cho bố mẹ ngắm nhìn con thử thêm thế nào cô chậm rãi đứng lên xoay người lại đối diện với hai ông bà ông hoàng cười hài lòng vì biểu hiện của con dâu mình hôm nay công nhận rằng cô con dâu này của mình rất xinh đẹp đúng là con nhà giàu nên thần thái cũng khác với người bình thường nhưng hai ông bà nào đâu có biết đây chỉ là một cái bóng đằng sau màn kịch gia đình hạnh phúc do ngọc diệp tạo nên đẹp rồi đó con từ giờ nó sẽ thuộc về con đấy Con đeo cái nào lên người cũng đẹp hết Dạ con cảm ơn ba mẹ Ba mẹ đi đường xa về chắc là cũng mệt rồi Ba mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi ạ à. Con cho người pha nước cam cho ba mẹ nhé Ừ Thôi ba mẹ đi lên phòng trước cái đã Con làm cái gì thì cứ làm đi nhé Dung chờ khi hai ông bà đã đi thẳng lên phòng rồi mới âm thầm Ngắm nhìn bộ trang sức đắt tiền kia thêm một lần nữa thật sự nó rất đẹp cả đời này cô chưa từng mơ sẽ có ngày mình sở hữu được một thứ có giá trị cao như thế này cô nàng biết rõ xuất thân của mình là từ cô nhi viện người thân cũng không có gần như một điểm tự an toàn cũng không hôm đó vinh về nhà còn mua thêm một bó hoa hồng đỏ tặng cho cô ông hoàng nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào này giữa con trai và con dâu thì vui lòng lắm ông biết chắc là từ từ Hai đứa nhỏ cũng có thể hòa hợp mà chung sống hạnh phúc với nhau thôi ý mà. Dung nhận lấy bó hoa của anh thì vui lắm. Được một người đẹp trai như anh tặng hoa là chuyện rất hạnh phúc đối với kẻ thay thế như cô. Anh đi ngang thấy tiệm hoa hôm nay bán bó này rất đẹp. Nó tỏa sáng giống như em nên anh mua về tặng cho em, em có thích không? Vâng, em rất thích. Cảm ơn anh nhiều nhé. Ngay sau câu cảm ơn của Dung vừa dứt thì quang vinh đã hôn lên bờ môi cô đây là lần đầu anh dám làm chuyện táo bạo như vậy đối với vợ mình cưới thì cưới nhưng trước giờ ngoài cái lần họ đám cưới về hôn nhau một cái thì sau này cho dù là thơm má cũng không có anh không biết sao mình lại dám làm vậy nhưng mà hôn xong rồi lại đỏ mặt ngại ngùng nhìn cô như vậy có tính là cưỡng hôn em không vậy anh kỳ cục quá à Em là vợ của anh mà Hai người cười cười nhìn nhau Vinh cảm thấy vợ mình cười lên thật đẹp Những lúc trước cô chỉ có nhăn mặt khó chịu Bây giờ chịu cười lên Cứ như muốn hớp hồn anh vậy đó Xinh lung linh như diễn viên trên sân khấu Anh nắm lấy tay cô cùng nhau đi lên phòng Dùng lúc này mới cảm thấy Trong lòng có chút lo lắng Cô cảm thấy mình và Vinh đã có chút thân thiết rồi Cô nàng không thể kiềm chế được hành động của anh Mới thành ra như vậy từ giờ dung sẽ cố gắng giảm bớt mấy chuyện thân mật như vừa rồi sống cùng với gia đình của vinh dưới danh nghĩa của ngọc diệp hơn một tháng thì hôm nay dung đã nhận được điện thoại của cô gọi tới alo em em khỏe chứ dạ em khỏe chị ạ dạo này công việc này nọ làm tới đâu rồi có bị gì hay chưa không có sơ hở nào hết đúng không em dạ sơ hở thì chưa có với lại mọi người trong nhà Cũng không ai nhận ra cái gì hết chị ạ à. Chỉ là em xuất hiện Tính cách có hơi khác chị một chút Nên dạo gần đây Anh Vinh trở nên rất thích chị của bây giờ Sau này chị mà về Cũng cố gắng nhé chị Ờ thôi chị biết rồi Em lo làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi Cũng đã hơn một tháng rồi em nhỉ Để chị chuyển thêm tiền qua cho em nhé Chị chuyển hẳn 3 tỷ sang cho em luôn đi chị cũng tin tưởng em nên mới làm như thế em đừng làm chị thất vọng đấy nhé dạ vâng chị em biết rồi ngọc diệp tắt điện thoại cô quay sang ôm lấy tùng đang đi bên cạnh mình anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi hỏi sao rồi cô ấy báo lại thế nào mọi chuyện chắc là vẫn ổn đúng không em đúng là chưa có sao hết nhưng mà cô ấy nói cô ấy đã khiến mối quan hệ vợ chồng giữa em và anh ta thêm tốt lên rồi em đang lo nếu mà như vậy sẽ hơi khó ly hôn trong tương lai sau này đó anh à chuyện tương lai thì để tương lai tính tiếp đi em ngay lúc này em chỉ cần biết là anh yêu em như vậy là đủ rồi tùng hôn nhẹ lên mái tóc dài óng mượt của ngọc diệp cô nàng cảm nhận hơi thở ấm áp của anh vẫn đang ôm anh chặt không buông phải chi mà dung có thể thay cô sống một cuộc sống như vậy luôn thì tốt biết mấy nhỉ thời gian này đúng như lời của dung nói với diệp tình cảm của vinh dành cho người vợ giả mạo này của mình đã thành thật rồi từ cử chỉ hay lời nói của anh đều đặt cô lên hàng đầu cực kỳ yêu thương vợ mình anh thầm ước phải chi vợ mình hiểu ra sớm chút nữa thì tốt biết bao tối nay quang vinh đã mua vé cho hai người cùng nhau đi xem phim dạp chiếu phim là nơi tập trung của không ít cặp đôi đã vậy anh còn lựa một bộ phim tình cảm đều là tình nhân hoặc là vợ chồng dẫn nhau tới đây xem Vinh lựa chỗ ngồi cho cả hai Rồi cùng với Dung ngồi xuống Anh nói là đi xem phim Nhưng mà ánh mắt vẫn thường xuyên nghiêng đầu nhìn cô Lúc khi phim mới bắt đầu Cô nàng vừa ăn bắp giang bơ Vừa xem rất chăm chú Ánh mắt luôn dõi theo từng tình tiết Trên màn hình cô chiếu lớn Nhưng khi phim chiếu được hơn một nửa Thì cô lại bắt đầu xuất hiện Cơn buồn ngủ Tất nhiên là Quang Vinh cũng phát hiện ra những biểu hiện này của cô Anh chỉ khẽ nhìn cô không lâu do đó Thì bên vai trái của anh đã có một người tựa vào Dung vì cơn buồn ngủ ập tới Nên mới vô thức tựa đầu vào vai của anh Vinh chỉ đang nghĩ Đây chính là vợ của mình Nên cũng vui vẻ để cô như vậy Đến khi phim kết thúc Thì anh bế Dung ra ngoài xe chở cô về Một khi cô gái này ngủ thì lại rất say Trên đường đi không hề có một chút động tính gì cả Vợ con làm sao vậy Vinh Lúc nãy hai đứa chỉ đi xem phim thôi mà Dạ vợ con ngủ quên thôi ba Không sao hết Để con bế cô ấy lên phòng ngủ Ừ con đi đi Quang Vinh cười cười Nhẹ nhàng đặt vợ mình xuống giường Anh đắp chăn lên cho cô Lại dịu dàng hôn lên chán cô một cái Em thật ra rất đáng yêu Anh thương em nhiều lắm đó gì bà Thời gian qua Vinh rất thích con người này Rất thích một Ngọc Diệp dịu dàng với anh như vậy Chứ không phải con người hay giận dỗi và khó tính như trước đây anh vừa bước ra từ phòng tắm thì nhận được điện thoại của bạn thân gọi tới alo giờ này rồi mày có chuyện gì nữa vậy ê giờ này vợ chồng mày có đi du lịch đà lạt không vinh không có tao với vợ tao còn đang ngủ ở nhà nữa này đi du lịch gì nữa vinh có chút không hiểu tao gặp người con gái y hệt như vợ mày ở trên chợ đà lạt nữa lúc nãy còn thấy đi chung với một người con trai nào đó tao tưởng đó là trợ lý của mày nữa chứ vậy mà vợ chồng mày không có đi hả không có mà mày có chắc cái đó là vợ tao không vậy chắc chắn mà đó giờ tao đâu có nhìn lầm người đâu tao còn chụp hình lại nữa đây này để tao gửi qua cho mày coi nhé ờ ờ ừ, gửi qua cho tao đi bản thân của vinh gửi cho anh hai tấm ảnh về người phụ nữ kia quang vinh xem xong thì lại bàng hoàng nhìn người đang ngủ say trên giường của mình anh xác nhận Hai cô gái này giống nhau y như đúc Rồi ai mới thật sự là vợ của mình đây Lúc này anh xem lại mấy tấm ảnh kia Một lần nữa thì mới biết Người đàn ông đi cùng với cô gái trong ảnh Chính là nhân tình của vợ mình bấy lâu nay Giữa Vinh và Tùng Có từng chạm mặt nhau vài lần Anh hiểu người con gái trước mắt mình là giả Còn người con gái đang vui vẻ Với bạn trai ở Đà Lạt kia Mới thật sự là Ngọc Diệp của mình Tối hôm đó anh không thể nào ngủ được vì sự thật quá nỗi bất ngờ này Anh đã dùng sức mạnh của đồng tiền Để điều tra tất cả những thứ về người con gái giả này Thám tử nhận được lệnh của anh Thì liền bắt đầu hành động Quang Vinh không muốn tiếp tục bị lừa Anh muốn biết sự thật đằng sau câu chuyện này Hôm sau Dùng thức giấc Vẫn thấy anh cư xử với mình như mọi ngày Cô nàng không hề biết rằng Có những chuyện đang chờ đợi mình sắp tới Gần đây Bố mẹ chồng chăm sóc cô cứ như em bé không bằng vậy Thường xuyên dùng thức ăn ngon tẩm bổ cho cô Mà Vinh cũng không có nói gì hết Dung vẫn cảm thấy mọi chuyện như bình thường Vinh vì chưa điều tra xong nên vẫn chưa nói ra Hôm nay con dâu đi mua sắm với mẹ nhé Dạ vâng ạ Bữa sáng của đại gia đình giàu có vừa xong Thì hai bố con ông Hoàng bước đến tập đoàn để làm việc Còn Dung và bà Ngân thì khoác tay nhau đến trung tâm mua sắm. Nơi này là lần đầu tiên cô được đến. Nghe nói ở đây đều là đầu đắt tiền, nên Dung làm gì có cửa mà đi vào chứ. Bây giờ được vào rồi, mới biết cái mùi đẳng cấp của người giàu. Bà Ngân và Ngọc Diệp ở đây chính là khách VIP. Dung bước vào đây với tư cách của Ngọc Diệp, cho nên đi theo sau cô và bà Ngân chính là hai nhân viên để kịp phục vụ. Bà Ngân giúp cô lựa chọn rất nhiều đồ đạc Bắt cô thử hết bộ này cho tới bộ khác Dung không cảm thấy khó chịu Mà còn rất vui vẻ nữa là kìa Được khoác lên mình những món đồ đắt tiền Ai mà không khoái chí cơ chứ Cả Dung cũng vậy Cho dù là cô mặc bộ nào Thì người khác cũng sẽ nịnh nọt Khen là xinh đẹp Người có tiền thật tốt Làm gì cũng được người ta tôn trọng và để ý Còn những người nghèo nàn và thấp kém Thì làm sao mà được chứ xã hội này đúng là như vậy mà đi trung tâm thương mại với bà ngân cả buổi trời thì hai mẹ chồng nàng dâu được tài xế lái xe đưa về nhà người tài xế cũng giúp họ mang đồ vào trong nhà bà ngân đột nhiên lại bắt dung ngồi ở phòng khách để nói chuyện với bà dung sợ ở trong nhà đã có người nhận thấy điểm bất thường nên cô khá căng thẳng mồ hôi cũng sắp rơi trên trán rồi dạ mẹ có chuyện gì vậy mẹ còn với thằng Vinh cưới nhau hơn một năm rồi đấy Bộ hai đứa chưa định có kế hoạch gì với nhau à Dạ kế hoạch gì vậy mẹ Bà Ngân nghe con dâu của mình ngơ ngác hỏi lại Thì có chút bất mãn Thì chuyện sinh con đẻ cái chứ còn gì nữa Bố mẹ con chẳng phải cũng đang rất muốn có cháu ngoại hay sao Mà ba mẹ cũng vậy thôi Hai bên chỉ có một đứa con duy nhất Nên cũng mong sớm có ngày có cháu bé Còn với nó cũng nên tranh thủ đi chứ lại là cái chuyện này nữa hả trời Sao nhà nào cũng ham con mình sinh con Để mà nuôi cháu hết vậy Dạ dạ Cái chuyện này cũng phải từ từ mẹ ơi Con Con thấy hai đứa tụi con cũng còn trẻ Nên chưa gấp mấy việc này Chờ cái gì nữa mà chưa Trẻ thì hai đứa cũng trẻ thật Nhưng mà bố mẹ già rồi Mong cháu giữ lắm rồi con ạ à. Hai đứa làm gì cũng phải tranh thủ Mẹ thấy hai đứa cũng đang rất tốt dạo này rất thân mật tình thứ con phải mau tận dụng đi đấy Dạ mẹ con hiểu rồi con và anh vinh sẽ cố gắng bà ngân thấy con dâu gần đây ngoan ngoãn như thế thì cũng yên lòng chứ trước giờ cô cứ cáu gắt hung dữ vợ chồng thì không hòa hợp gì cả bây giờ nhân lúc nên bà mới lên tiếng như vậy cô ngồi đấy nghe bà nói thêm một chút nữa thì mới được bước lên phòng người giàu chỉ có một người con cho nên nôn đóng cháu núi dõi như vậy, suốt ngày dòng họ ra tải, sau này chị Diệp và anh ấy có con, thì chăng đứa bé đó chính là đứa trẻ giàu có, và đầy sung sướng rồi, sinh ra trong một gia đình như vậy, tuy là hơi áp lực nhưng lại rất tốt. Dùng mở những túi đồ, mà mình vừa cùng bà Ngân mua về, từ túi hiệu cho tới quần áo, hay là giày dép, đều gấp mấy chục lần đồ người khác mua ngoài chợ, đây mới chính là cách, mà những người nhà giàu dùng tiền họ có tài để kiếm tiền thì đây cũng xem như là phần thưởng cho họ mấy ngày sau dung lại nhận được cuộc điện thoại khác từ diệp dạ alo chị em nghe đây ạ à? vẫn ok mà đúng không em gần đây cảm thấy cuộc sống giả làm chị thế này có tốt không dạ cũng tạm ổn chị ơi ở đây sướng hơn ở nhà em khá nhiều nhưng mà giả mạo làm em hơi lo lắng thôi chị ạ à. ừ thân phận chưa bị lộ thì được thôi chị chỉ hỏi thăm em thôi chị tắt máy nhé dạ vâng chị ngọc diệp gọi về để chắc chắn rằng ở nhà vẫn ổn còn cô vẫn đang ở bên ngoài ở bên cạnh người bạn trai của mình dung cảm thấy hiện giờ cô đang diễn rất tốt cũng may mắn là trong nhà của bọn họ không ai nghĩ ngợi nhiều nên gần tháng nay cô mới có thể dễ dàng làm nhiệm vụ vốn đang tưởng rằng mình đang được yên bình thì quang vinh từ bên ngoài đi vào phòng anh nhìn chầm chằm vào dung mặt em dính gì hay sao mà anh nhìn vậy không có dính gì hết anh muốn dẫn em ra ngoài quán cà phê này để uống nước một chút thôi chỗ này mới mở uống cũng rất ngon đi với anh nhé cũng được anh chờ em thay bộ đồ rồi mình đi nhé ừ vậy anh chờ em vì dáng người của dung cũng tương đối giống với diệp Cùng lắm thì chỉ thấp hơn khoảng 1-2cm mà thôi Cũng sẽ không ai để ý Cô nàng mặc quần áo của Diệp vào người cũng khá là vừa vặn Không hề rộng chút nào hết Thấy cô đã thay xong quần áo Thì cả hai nắm tay nhau Quang Vinh lái xe chở cô đến chỗ vừa nói Dung cảm thấy hôm nay anh có chút gì là lạ Nhưng mà cũng không nói gì Cùng anh đi tới chỗ đó Em tên là Nguyễn Minh Dung cái tên này do người trong cô nhi viện đặt cho em. Từ nhỏ đã trở thành trẻ mồ côi không có gia đình. Sau này, đổ 20 tuổi thì bắt đầu tìm kiếm nghề nghiệp mưu sinh ở Vũng Tàu. Một năm trước, bắt đầu bán hải sản nướng ở chợ Vũng Tàu mỗi đêm. Ngoài ra không còn gì khác nữa và bây giờ đang sống dưới thân phận của người tên là Lê Ngọc Diệp, cũng là vợ anh đúng không? Dung Bàng Hoàng khi nghe anh nói hết về những thông tin cá nhân của mình cô không ngờ là mình sẽ bị anh lật tẩy kiểu như vậy chưa gì mà anh đã biết nhiều thứ về cô như vậy rồi dung cúi đầu ánh mắt liên tục đảo xung quanh không biết phải đối mặt với quang vinh như thế nào đấy anh nhìn biểu hiện này của cô thì cũng hiểu mình đã nói đúng cả rồi anh thở dài lắc đầu anh anh đã biết tất cả rồi sao ừ anh vừa mới biết lúc sáng thôi anh cho người điều tra thì mới phát hiện được những chuyện này đấy Lúc đầu cảm thấy em hơi khác Đúng là không phải cùng một người Không ngờ lại có người Giống vợ anh tới mức này Bạn anh nhìn thấy vợ anh đi chơi Nên mới gọi cho anh Cuối cùng nhờ vậy mà anh mới biết Có thể nói ra hết cho anh nghe được không Dung gật gật đầu Rồi chậm rãi kể lại hết những chuyện Bắt đầu giữa mình và Ngọc Diệp Từ lúc gặp nhau ở chợ bán hải sản lần đầu tiên Cô nàng còn rơi nước mắt vì chuyện này bị anh phát hiện nữa chứ Cô không biết phải làm sao hết Cô đã nhận tiền hết cả rồi còn đâu Thì ra là vậy Anh hiểu rồi Nhưng mà anh ơi Anh có thể giúp em được không vậy anh Em em đã nhận tiền của chị ấy cả rồi Em không thể nào trả lại chị ấy được nữa Với lại chị ấy mà biết được Chắc em cũng tiêu với chị luôn ấy. Dung thật sự là không biết phải làm sao Cô đã rất lo lắng Khi mà nghe anh nói như vậy những giọt nước mắt lại vô thức rơi xuống trên gò má của người con gái. Quang Vinh rất ái ngại trong việc nhìn người khác khóc, đặc biệt là con gái. Anh nhanh chóng lấy khăn giấy rồi đưa cho cô. "Em em đừng có khóc nữa mà. Em em mà như vậy thì anh cũng không biết phải làm sao đâu. Em nín trước đi rồi mình từ từ lại tính nữa có được không em?" Cô vẫn đang khóc, nhận lấy khăn giấy từ anh, nước mắt không ít mà ngước mắt lên nhìn về phía của anh. Bây, bây giờ phải làm sao nữa chứ? Em sợ chị ấy mà biết chuyện em để lộ chuyện này thì sẽ không xong đâu anh. Mới lâu sáng chị ấy còn gọi điện thoại cho em nữa anh ơi. Quang Vinh đắn đo suy nghĩ được một lúc thì cũng lên tiếng trả lời dùng. Vậy em đừng nói là được. Xem như anh đã giúp em, anh sẽ giả bộ không biết. Chừng nào ba tháng này trôi qua thì mọi chuyện về lại như cũ anh sẽ chôn giấu chuyện này giùm em nhiệm vụ của em chỉ là tiếp tục đóng cho xong cái vở kịch này mà thôi anh thật sự sẽ không tiết lộ với bố mẹ của anh sao con bé này khở thật con người của anh nói năng đàng hoàng uy tín không có chuyện lừa em đâu mà đừng khóc nữa nhé anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh xắn y hệt như vợ mình vinh rất tò mò về sự thật về thân thế của cô gái này trên đời này sao có thể có hai người giống nhau như hai giọt nước vậy chứ chờ ngọc diệp trở lại rồi anh sẽ tính tới chuyện tiếp theo sau khi nói chuyện đàng hoàng xong thì vinh và dung cùng nhau trở về nhà xem như chưa có chuyện gì xảy ra hôm đó dùng cơm anh cũng tỏ ra y như bình thường vì gặp được một người đàn ông dễ tính như này làm cho dung cảm thấy mình thật may mắn phải chi mình cũng có thể cưới anh ấy làm chồng Thì hay biết mấy nhỉ Trong đầu cô Không hiểu tại sao lại xuất hiện Cái suy nghĩ vậy Nhưng rất nhanh liền dẹp nó sang một bên Cô biết mình đã đi quá giới hạn mất rồi Quang Vinh vừa giàu Lại vừa đẹp trai Còn có vợ nữa chứ Còn người như cô sao mà xứng với anh được cơ chứ Tối đó cô đang ngồi dấy tóc Bên bàn trang điểm Thì lại bị anh giành lấy cái máy giúp mình làm khô tóc ngồi yên đi để anh làm giúp cho em động tác của anh nhẹ nhàng điều này làm cô thêm mê mẩn anh hơn dung cảm thấy chị diệp rất may mắn khi lấy được một người đàng hoàng và tinh tế như anh không phải người phụ nữ nào cũng có thể lấy được một người chồng tốt anh không tự chủ được vô thức lại ôm dung một cái vào lòng cô rất hơi bất ngờ khi anh làm như vậy với mình nhưng lại không có vẻ khó chịu Ngược lại còn cảm thấy thoải mái Và rất ấm áp nữa là đằng khác Em đi ngủ đi Giờ này cũng đêm gì đấy Ờ ừ, anh cũng đi ngủ luôn đi Gần đây Vì cô vợ vai Diệp đã thay đổi tính tình Nên bắt đầu ngủ cùng một giường Một tháng qua Hai người không có phát sinh chuyện tình dục Mấy bữa trước Mỗi lần đi ngủ Vinh đều ôm Dung vào lòng Bây giờ anh nhận ra thân phận rồi Không dám đi quá xa chỉ chúc ngủ ngon rồi mạnh ai nấy ngủ Dung cảm thấy hôm nay Có chút thiếu khi không được anh ôm vào lòng Nhưng cô cũng không có tư cách mà đòi hỏi Chỉ đành nhắm mắt rồi đi vào giấc ngủ Hôm sau Quang Vinh vẫn tiến hành cuộc sống như thường ngày của mình Nhưng hôm nay anh còn đề nghị muốn đưa Dung lên công ty chơi cho biết Cô nàng không biết công ty của anh rộng tới mức nào Chỉ biết gia đình anh rất giàu mà thôi Anh lái chiếc ô tô đắt tiền Chở cô đến nơi đó để tham quan Lần đầu tiên cô được chứng kiến một tập đoàn thực sự như thế này Được rồi, mình vào trong đi Người khác mà có chào em thì em cũng tỏ ra bình thường đi nhé Ở đây thì điều đó là bình thường với vợ anh Cô ấy cũng tới đây mấy lần rồi Nên em cũng phải diễn cho giống nó nhé Mình đi vào trong thôi Vâng, em biết rồi Vinh chủ động khoác tay của Dung đi vào Cô nàng nghĩ đây là hành động Mà một cặp vợ chồng nên có cũng để anh thoải mái khoác tay mình đi vào trong đúng như lời dặn của anh lúc nãy bọn họ vừa bước vào thì đã có không ít người xếp hàng chào đón rồi dung âm thầm ngưỡng mộ cô nàng cố gắng không để lộ ra bất cứ điều gì bất thường nhanh chóng cùng anh đi vào phòng làm việc hàng ngày của mình ấy phòng làm việc của anh đẹp thật đó anh vinh anh mua đồ trang trí cũng nhiều ghê luôn nhỉ nhân viên của anh lúc nãy chắc là tôn trọng anh lắm nhỉ nhìn biểu hiện lúc nãy cũng là hiểu rồi thì do anh là ông chủ anh có tiền thì sẽ được như vậy thôi em thích có thể đi một vòng xem hết tập đoàn nhà anh đi tới đâu sẽ có người trả em tới đó đôi lúc anh cảm thấy cũng hơi phiền nhưng mà từ từ rồi cũng quen tập đoàn nhà anh rất lớn đi coi trường mỏi chân đấy quang vinh cười cười trêu chọc cô dung còn sợ mình đi một hồi bị lạc không có đường về nên ngồi xuống ghế trong phòng của anh uống nước Chút nữa anh có thể dẫn em đi được không? Em đi thì không thành vấn đề Không sợ mỏi chân Nhưng mà em sợ bị lạc luôn Lúc nãy đứng ở ngoài Em đã thấy tập đoàn này không nhỏ rồi Trước khi nhận nhiệm vụ của chị Diệp Em cũng có đọc vài bài báo về nhà anh Mà không tả nổi luôn ấy Mấy phóng viên đó có khi phóng đại Nhưng mà có khi nói cũng đúng Mà anh thật sự rất giàu đều là nhờ đời của ông bà anh em ngồi đó chờ anh một chút đi anh giải quyết xong việc thì dẫn em đi một vòng em sợ bị lạc cũng đúng thôi vậy anh đi làm việc đi xuống ngồi ở đấy được một lúc thì bắt đầu nhàm chán liền đi xung quanh phòng làm việc của anh theo như cô nàng quan sát được thì biết quang vinh là người yêu thích xe ô tô mô hình xe của anh ở đây cũng hơn chục cái anh thích ô tô lắm hả sao em biết được vậy hình như anh đâu có nói với em đâu thì anh không nói nhưng mà em phát hiện ra bây giờ nhìn phòng làm việc của anh mới nhớ tủ đầu giường của anh và chị diệp cũng có một chiếc mỗi chiếc của anh đều là một loại khác nhau hết em đoán được thôi vinh nghe cô nói thì lại cười trước giờ ngọc diệp chưa từng để ý tới sở thích của anh mà cô gái này chưa gì đã có thể đoán được rồi trong lòng anh có chút vui vẻ Trước giờ ba mẹ cũng không phản đối sở thích của anh Chỉ là ông bà hơi bận rộn nên không ai để ý tới Em cũng để ý kỹ thật đấy Anh đúng là thích xe ô tô Siêu tập không ít đồ chơi về xe mô hình đó Toàn đồ thương hiệu Mô hình nào cũng có tên nhãn hàng loại sang trọng hết à Nhìn đã ghê luôn ấy Anh tặng em một chiếc xem như là làm quà kỷ niệm cho em nhé Thôi thôi được rồi Đồ chơi siêu tập của anh mà Đắt lắm á Sao mà tặng như vậy cho em được chứ Em không dám nhận đâu Anh không quan tâm đến lời từ chối của Dung Cho hai tay vào trong túi quần Tiến đến nhìn mấy chiếc mô hình của mình Trong số này đều là những mô hình Được anh lựa chọn kỹ càng Thậm chí có cái là đồ yêu đãi đặc biệt Chưa có quá ba cái Anh ngắm nhìn một lúc Thì đưa cho cô một chiếc ô tô màu trắng Vô cùng sang trọng mà màu trắng còn nhẹ nhàng hợp với con gái. Tặng em đấy, xem như là quà cho em trong thời gian qua sống cùng với anh, không được từ chối anh. Trước giờ anh không có tặng đồ này cho người khác đâu, em là người đầu tiên được hưởng đặc quyền này từ anh đấy. Thật sự là tặng cho em sao? Thật mà, nhận đi, làm quà kỷ niệm của hai chúng ta nhé. Vâng, em em cảm ơn anh nhé. Dung ngồi xuống lại chỗ cũ cô nàng cẩn thận cầm nó trong tay mà quan sát tỉ mỉ thật sự không khác gì mấy chiếc xe ở ngoài đời mô hình mà tỉ mỉ đến từng chi tiết như thế thì cũng hiểu giá trị của nó tới mức nào rồi ngồi thêm một lát thì vinh đứng lên đi về phía của cô lên tiếng anh xong việc rồi này mình đi dạo một vòng quanh tập đoàn của anh đi được anh nắm lấy tay của dung dẫn cô đi ra bên ngoài thư ký nhìn thấy hai người thì định lên tiếng hỏi xem có cần gì không Nhưng Quang Vinh lại vất tay ra hiệu không cần Cậu thư ký của anh cũng hiểu ý của anh Nên lập tức quay về chỗ cũ làm việc của mình Nhìn bên ngoài không ai nghĩ rằng cô gái này là giả Cả biểu cảm và hình dáng đều rất giống với Ngọc Diệp Mà thái độ của Quang Vinh Cũng như đang nói rằng bọn họ là vợ chồng với nhau Tập đoàn nhà anh tổng cộng có 7 tầng Tầng đầu tiên lúc đi vào Cô đã đi qua một lần rồi Ở dưới đó cũng không có gì là đặc biệt Là chỗ làm việc của nhân viên tiếp tân Và nhân viên bảo vệ mà thôi Bắt đầu từ tầng 2 Thì mới là các chỗ làm việc Mang tính quan trọng hơn Dùng có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra với anh Chỉ lựa ở nơi nào không có người đi qua mới hỏi Nếu không thì ngại lắm Nhưng Vinh đối với những câu hỏi của cô Không có khó chịu mà còn ôn nhu giải đáp những thắc mắc của Dung Cô nàng là lần đầu vào đây mà Dung cảm thấy nơi này thật sự rất lớn Nhà anh đã là biệt thự rồi Chỗ làm của anh còn là một khu tòa nhà Lớn hơn gấp mấy lần nữa Mấy người được nhận vào đây làm Chắc là tài giỏi lắm đúng không anh Tập đoàn của anh lớn như vậy Không thể thuê người ngốc kích vào được Ờ ừ, Đúng là như vậy đấy Bằng đại học từ loại giỏi trở lên Đều biết dùng tiếng Anh Thậm chí còn có người thông thạo của tiếng Trung nữa kìa, có người học được bằng thạc sĩ, công ty con của tập đoàn cũng cần có người quản lý mà phải cho người có trình độ làm việc rồi. Dung nghe anh giải đáp mà bất ngờ không thôi, nhìn lại chính mình mà ngại không chịu nổi. Ôi trời ơi, nhân viên thôi mà đã học cao hiểu rộng như vậy rồi, anh ấy là chủ thì trình độ còn tới mức nào nữa chứ? Mà còn chị Diệp nữa, chị ấy là vợ của anh, còn là con gái nhà giàu cũng không thua kém Hai người này mà yêu thương nhau Có con Thì chắc nó thông minh dữ lắm đi Còn mình học được hết lớp 12 Đã là may mắn lắm rồi Dung không dám tưởng tượng Chuyện tập đoàn của anh Có bao nhiêu công ty nhỏ nữa chứ Người giàu biết cách kinh doanh Ngày một giàu thêm Lên tầng 3 đi Để anh giúp em bấm thang máy Dung được Vinh nắm tay đi vào trong thang máy Lúc này là giờ làm việc Nên ở đây chỉ có hai người không gian đặc biệt thoải mái Cũng không cần phải diễn cho người khác xem Nhưng mà Quang Vinh Lại nhất mực nắm lấy tay cô Không chịu buông ra Dung mặc dù có chút khó hiểu Thấy anh như vậy Thì cô cũng không thèm phản đối Mà mặc kệ người đàn ông này Hai người đi đến tầng 3 Thì gặp một anh nhân viên Đang đi giao nộp tài liệu Cậu ta nhìn thấy anh và cô Thì liền chào hỏi Còn đứng ở đấy nói chuyện Phó chủ tịch và phu nhân hôm nay Cùng nhau tới dạo một vòng hay sao vậy? Ờ, cũng lâu rồi tôi không có tới đây, nên hôm nay mới đi một vòng xem dạo gần đây mọi người thế nào đó mà." Dung cười cười trả lời. Vinh đứng bên cạnh cô, cũng phải bất ngờ vì khả năng nhập vai đầy thực lực của cô gái này. "Dạ vâng, cũng hơn mấy tháng nay không thấy phu nhân ghé qua. Phu nhân ngày càng xinh đẹp. Kiểu này ra ngoài một mình, chắc là phó chủ tịch của chúng tôi lo lắng bị mất vợ lắm đây." Cậu nhân viên này trước này luôn cảm thấy phó chủ tịch của bọn họ thân thiện dễ gần còn rất hòa đồng với nhân viên nên mới đùa giỡn như vậy nhưng mà cậu ấy không biết rằng điều cấm kỵ đối với vinh chính là người vợ này của mình anh thật sự rất là sợ mất vợ cậu lại nói quá nữa rồi nhan sắc làm sao thắng nổi thời gian tôi chỉ là đang cố gắng duy trì thêm một chút nữa mà thôi cậu đi nộp tài liệu xong thì cũng nên quay về làm việc rồi chứ định cùng vợ tôi đứng đây nói chuyện luôn à hai chúng tôi còn đang định đi trước nữa đấy nghe được lời nhắc nhở từ vinh cậu nhân viên đó liền lập tức hiểu ra cúi chào tạm biệt rồi nhanh chóng trở lại phòng làm việc của mình dung nhìn dáng vẻ của cậu ta mà hiểu được lời nói của vinh có sức ảnh hưởng tới mức nào anh mới chỉ nói một câu đã làm người ta đi nhanh như vậy sao lúc nãy anh lại nói khéo để đuổi cậu ấy về làm việc vậy có người nói chuyện với chúng ta cũng vui mà với lại lúc nãy còn khen em đẹp nữa đấy Vì như vậy nên anh mới không thích đấy Em đẹp mà ai cũng thấy Nhưng mà để cho anh khen là được rồi Mấy người hay khen phụ nữ Anh cảm thấy không yên tâm Đặc biệt là vợ anh Dung bất ngờ vì những câu nói của anh Như thế này có tính là anh đang ghen không ấy nhỉ Dung nhìn anh mà hơi đỏ mặt Còn anh hình như cũng nhận ra lời nói của mình Đã vượt qua giới hạn rồi dù gì Dung cũng chỉ là người giả mạo vợ anh để thay thế Anh nói như vậy thì hơi quá Hai người đều rơi vào im lặng Tiếp tục cùng nhau đi dạo xung quanh nơi đó Quang Vinh một lúc sau Thì không nghĩ ngợi nữa Anh vẫn nắm lấy tay cô Huyên thuyên nói với cô về những thứ trong tập đoàn của anh Mãi từ khi tới giờ ăn cơm trưa Thì hai người mới hoàn tất Cái chuyện cùng nhau đi tham quan tập đoàn của anh Dung thấy anh không có ngại Thì cô cũng sẽ không thèm ngại Đi từ tầng 7, anh lại lên tiếng hỏi cô. Em muốn dùng bữa ở căng tin cùng với mọi người không, hay là để anh chở em ra ngoài nhà hàng để ăn? Thôi được rồi, ăn ở đây cũng được mà. Ăn ở ngoài đó tốn tiền, căng tin của chỗ anh chắc cũng là không tệ đâu. Tập đoàn lớn như vậy mà để nhân viên ăn đồ dở thì đâu có được. Cái này là tất nhiên rồi, vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng là phải hàng đầu rồi. Căng tin được đặt ở tầng 2. Chúng ta xuống dưới đi ăn cơm Quang Vinh giúp cô bấm thang máy Cuối cùng cả hai lần nữa trở về tầng 2 Mọi người đang dùng bữa trong đó Nhìn thấy hai người thì có chút bàn tán với nhau Lúc trước anh cũng có từng dẫn Ngọc Diệp tới đây Nhưng mà Ngọc Diệp khác với Dung Cô nàng chỉ ghé lại chưa đầy 30 phút đã đi mất Còn hôm nay người tới là Dung Trong bộ dạng của Ngọc Diệp Anh và Dung đã gọi món trong căng tin rồi cùng nhau dùng bữa những người khác không biết cô gái này là giả cho nên nghĩ tình cảm của vợ chồng phó chủ tịch rất tốt còn nghĩ hai người đó thật lòng yêu nhau tất nhiên là anh nghe được những lời nói kia mặc dù hơi nhỏ nhưng mà vẫn hiểu được vấn đề vinh cũng không thèm để tâm đến làm gì anh đang chăm chú quan sát người con gái đối diện với mình dùng bữa trưa thấy thế nào có hợp khẩu vị của em không cũng khá ngon chứ bộ Căng tin ở nơi làm việc được như vậy là trên cả tuyệt vời rồi Em từng nghe hàng xóm nói Chỗ của chị ấy ăn chẳng ra cái gì hết Chỗ anh thế này là ngon rồi Vậy thì được rồi Anh sợ em ăn không thích nữa chứ Ăn đi nhá Em muốn dùng xong bữa trưa Rồi anh đưa em về Hay là muốn ở lại đây Ở lại đây luôn đi Buổi chiều rồi mình cùng về là được mà Ờ vậy ăn đi Trong tập đoàn có một phòng để cho khi nào anh và ba mệt mỏi Thì vào đó nghỉ ngơi Chút nữa anh dẫn em sang đó nhé Đi làm mà có nhiều chỗ thú vị anh nhỉ Chỉ có anh với ba được sử dụng thôi Còn em là trường hợp ngoại lệ Nghe đã giữ vậy Anh ăn cơm đi Hai người vừa ăn Vừa nói chuyện khá vui vẻ Anh cảm thấy phải chi vợ mình và mình Cũng được vui vẻ hạnh phúc Như thế này thì tốt biết mấy chỉ là cuộc sống hôn nhân của anh thật sự không ra cái gì hết có chút khó khăn nữa kìa trong lúc dung và vinh đang tận hưởng thời gian hôn nhân giả bên nhau thì ở địa điểm du lịch này ngọc diệp và tùng cũng như vậy một tháng qua đối với hai người họ chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất từ trước đến nay đi chơi với nhau mà không e ngại điều gì cả mỗi ngày đều vui vẻ bên cạnh nhau tận hưởng hạnh phúc từ đối phương anh à bây giờ mới chỉ được một tháng thôi em ước là cái thời gian này dừng lại để mình ở bên nhau anh có nghĩ giống như em không ngọc diệp tựa vào lòng của tùng ngước mắt lên nhìn anh rất nhẹ nhàng đúng là đối xử với người mình thương thật sự rất khác tất nhiên là có rồi nhưng mà chuyện này vốn không thể xảy ra cho dù anh có hy vọng cũng không làm được gì cả chi bằng chúng ta cùng nhau tận hưởng những lúc ở bên nhau đi anh yêu em nhiều lắm Em cũng yêu anh nữa Tùng hôn vào bờ môi của Diệp Cô cũng nồng nàn đáp lại cái hôn của anh Hai người trong một tháng nay Đã cùng nhau mặn nồng ân ái Cũng không biết đã cùng nhau đi qua bao nhiêu nơi để du lịch, để chơi nữa Tùng không giống những người đàn ông khác Anh thật sự yêu người con gái này Cho dù cô có gia đình rồi Thì đã làm sao Ngọc Diệp không có hạnh phúc Mà cô chỉ hạnh phúc khi có Tùng ở bên cạnh anh vẫn tin rằng sẽ có ngày mình và cô ấy sẽ được ở bên nhau. Hôm đó hai người cùng nhau ngắm sao ở ban công của khu khách sạn. Gió thổi nhẹ nhẹ vào hai con người đang đứng bên cạnh nhau. Tùng ôm lấy Ngọc Diệp vào trong lòng mình. Cô nàng cảm nhận sự ấm áp từ người bạn trai này của mình. Hai người ô yếm bên cạnh nhau. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Hôm nay đã là ba tháng. Kể từ khi cái bản hợp đồng giữa Ngọc Diệp và dung hai cô gái hẹn nhau ở quán cà phê để nói chuyện cảm ơn em đã thay chị trong ba tháng vừa qua nhé tiền thì chị đã chuyển qua rồi em kết thúc nhiệm vụ thì quay lại với cuộc sống bình thường luôn nhé dạ vâng chị cũng nhờ chị mà em mới có được số tiền như vậy chị về đó sống thì nên trân trọng hạnh phúc của mình đi chị em cảm thấy anh vinh cũng là người rất tốt đó chị ạ à. ngọc diệp mà nghe dung nói thế thì cười cười Tôi thì cũng thốt thật Nhưng mà chị không có yêu anh ấy Cho dù thế nào cũng sẽ như vậy thôi Từ đầu hai đứa đã không thích hợp nhau rồi Sao mà có thể trở thành một đôi hạnh phúc được chứ Mà sao em lại nói vậy Bộ thời gian qua Em và anh Vinh tốt lắm à Diệp tràn đầy vẻ nghi ngờ Nhìn bộ mặt đang hơi ngại ngùng của Dung Dạ chị ơi Em Em có cái này muốn nói cho chị biết đấy ạ à? Sao nào có chuyện gì Dạ cái việc em làm giả chị trong 3 tháng nay Anh ấy đã biết hết rồi chị ạ à. Chỉ là anh ấy đã hứa với em Sẽ không tiết lộ cho ba mẹ anh ấy Cũng sẽ không để chuyện này bị lộ ra ngoài Hai tháng trước Anh ấy đã biết mà không nói gì với em hết Vẫn chấp nhận cho em làm vậy Để không bị chị la Vì vậy em mới cảm thấy anh ấy tốt thôi ạ à. Thật à Nếu mà như vậy Thì em cảm thấy anh ấy thế nào Thời gian qua thật sự là em và anh vinh chưa có gì với nhau dạ dạ ý chị là sao vậy chị là như vậy đó con bé này thôi nếu không có gì thì cứ quay lại cuộc sống của em đi nhé mà em có thu dọn hết những đồ đạc của em chưa vậy hay là cần chị cho em một ngày để thu xếp cho xong dạ chị có thể cho em thêm một ngày để hoàn thành luôn không ạ em hứa là ngày mai em sẽ trả lại thân phận thật sự cho chị Ờ ừ, cũng được Ngày mai lại gặp nhau ở đây nhé Dạ vâng chị Nói rồi Ngọc Diệp Đeo mắt kính vào đi khỏi quán cà phê Được tài xế đưa đi nơi khác Còn Dung cũng lên taxi Trở về căn biệt thự của gia đình Quang Vinh Anh hôm nay Đang khá rảnh rỗi Ngồi ở phòng khách xem tivi Nhìn thấy cô về tới nhà thì liền hỏi Em mới đi đâu về vậy Em đi gặp chị Diệp hôm nay em kết thúc hợp đồng với chị ấy rồi ạ à? ngày mai em sẽ trả vợ thật sự lại cho anh mà hôm nay hai bác đi đâu rồi anh ba mẹ anh dẫn nhau đi mua sắm rồi mà bây giờ diệp đang ở đâu vậy em có thể cho anh biết chỗ mà diệp đang sống không vậy anh muốn gặp cô ấy một chút dạ cái này em không biết anh ạ à. chị ấy chị ấy gọi điện rồi hẹn em ra ngoài đó nói chuyện thôi anh ạ à. hôm nay em thu dọn đồ đạc ngày mai để chị ấy quay về Anh chị nhớ về sống hạnh phúc với nhau nhé Ờ ừ, anh biết rồi Có gì thì em cứ dọn dẹp đi Dạ vâng ạ Dung cười với anh một cái Rồi chậm rãi bước lên phòng Cũng may là hôm nay hai ông bà đi mua sắm Nên không nhìn thấy cảnh này Càng dễ dàng hành động hơn Dung nhìn vào cái mô hình xe ô tô Mà anh đã tặng cho mình lần đó Đem nó cất vào trong túi đồ còn mấy món khác như trang sức quần áo cô đều để lại cho ngọc diệp hết dù gì những món đó vốn không phải là do cô mua mà là mẹ quang vinh mua cho ngọc diệp hết dung cũng có chút luyến tiếc khi phải rời khỏi nơi này cô vốn không tham lam mấy cái tiền bạc ở đây mà là ham cái người con trai kia cô mong rằng mình sẽ gặp được một người giống như anh phải chi anh cưới cô thì tốt biết mấy Quang Vinh bước lên phòng Thì thấy cô đã thu dọn đồ đạc xong hết rồi Ánh mắt của anh có chút không vui Nhẹ nhàng lên tiếng Em xong hết rồi sao Có định đi ngay trong hôm nay luôn không vậy Chắc là ngày mai em sẽ đi luôn Ba tháng nay ở đây Em đều dùng đồ của chị ấy Cũng không có bao nhiêu là đồ của em đâu chứ Cũng chỉ có một cặp thôi Với lại em cũng lỡ hẹn với chị ấy Là ngày mai mới đi rồi Ừ Em trả lại vợ cho anh thì chắc là em quay về với chỗ ở cũ đúng không? Dạ chắc là như vậy Lúc trước em cũng lớn lên ở đó Sau này cũng sẽ về đó thôi anh ạ Em cũng không có tài giỏi gì hết Kiếm tiền sống hàng ngày là mừng rồi anh ạ Chắc là Diệp cũng trả tiền cho em không ít Em lấy vốn đó mà đi làm ăn cũng được mà Dạ vâng Cũng phải từ từ Để em tính xem thế nào cái đã Ừ Bây giờ anh ra ngoài có chút việc Em ở nhà làm gì thì làm đi nhé. Vâng anh. Quang Vinh mở cửa rồi bước ra bên ngoài, Dung ở trong phòng ngồi xuống bên mép giường, khẽ sờ vào cái nệm êm ái trên giường. Cô đang nhớ lại những kỷ niệm và khoảnh khắc hai người được ở gần bên nhau. Dung nhận ra mình đã có tình cảm với người đàn ông này mất rồi, nhưng cô không thể bày tỏ, không thể nói ra, chỉ có thể giữ tình cảm này ở trong lòng rồi dần dần từ bỏ nó mà thôi. Mày là người bình thường thôi, anh ấy lại giàu có và tài giỏi như vậy, chỉ có Ngọc Diệp mới xứng đáng làm vợ của anh ấy thôi mà. Mày cứ mơ mộng mãi thôi, bỏ đi, dù gì thì người ta cũng sẽ không thích mày đâu, con ngốc này. Dung tự mình suy nghĩ về tình cảm của anh dành cho mình, nhưng cô nào có hay biết rằng Vinh đã rung động. Về thời gian qua cả hai ở bên cạnh nhau, anh thấy người con gái này rất giống vợ mình, nhưng tính cách thì lại hoàn toàn khác bản chất thì hiền lành ánh mắt cũng ngây ngô và trong trắng hơn ngọc diệp đây mới chính là người mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay nhưng thứ lúc này làm cho quang vinh tò mò hơn cả chính là thân phận của dung cô nàng không thể sinh ra đã giống ngọc diệp như vậy được chắc chắn là trong gia đình có uẩn khúc gì đó vẫn chưa được công bố anh đang chờ diệp về để làm xét nghiệm adn một lần cho rõ mọi chuyện vinh lái xe tới một nơi yên tĩnh bên bờ hồ để tịnh tâm suy nghĩ anh lúc này muốn giữ dung lại muốn tìm hiểu xem giữa dung và diệp có phải là chị em với nhau hay không quang vinh lúc này rất muốn ly hôn với diệp để tới với dung muốn cùng cô gái này tạo ra một bầu trời hạnh phúc mới hôm sau dung và diệp hẹn gặp nhau ở quán cà phê hôm qua ngọc diệp chính thức trở lại làm chính mình và trở về nhà của quang vinh Tiếp tục cuộc sống của mình với anh Vinh đã hiểu rõ chuyện này Anh biết lần này Người trở về là Ngọc Diệp Nên kéo cô lên phòng để nói chuyện Anh có chuyện gì thì cứ nói đi Kéo lên đây làm gì nữa chứ Cái giọng điệu tiểu thư này Chỉ có Diệp vợ anh mới có mà thôi Quang Vinh xác định đúng là cô Thì mới nghiêm túc lên tiếng Chuyện của 3 tháng qua Bộ em không thấy gì đó kỳ lạ hay sao Kỳ lạ chỗ nào Ý anh là sao vậy có gì thì cứ nói thẳng ra luôn đi cứ như vậy làm sao em hiểu được chứ em và cô gái tiên dung kia tại sao lại có thể giống nhau như vậy từ tuổi tác cho tới gương mặt mọi thứ đều như là từ một khuôn đúc ra đã vậy mà còn là trẻ mồ côi em không nghi ngờ mình còn có một đứa em nữa sao em gái sao lúc đầu gặp em cũng có nghi ngờ tới việc này nhưng bà bố mẹ em chưa từng nhắc tới chuyện này không lẽ bây giờ em có em gái mà họ lại giấu không cho em biết sao? Vậy em làm xét nghiệm ADN chưa mà chắc chắn là vậy? Nghe Quang Vinh nói thế thì Ngọc Diệp mới sực nhớ tư cách này. Cô có thể tự mình đi kiểm tra rồi công khai sau cũng được mà. Em... em quên mất chuyện này. Bây giờ phải làm sao thì mới xét nghiệm được. Dung đã đi mất rồi còn đâu? Chạy theo à? Không cần đâu. Em đưa cho anh vài sợi tóc của em là được rồi. Anh đã tranh thủ lấy được tóc của Dung từ trước rồi Nên em không cần lo Chỉ cần có được tóc của em Thì có thể xét nghiệm được rồi Được Ngọc Diệp nghe anh nói vậy Thì nhanh chóng đi lấy cây kéo Cắt vài sợi tóc của mình rồi đưa cho anh Vinh đã lấy được thứ mình cần Thì lái xe đến trung tâm làm Xét nghiệm huyết thống Để đưa cho họ hai mẫu tóc này Bọn họ hẹn với anh Là sau 3 ngày thì sẽ có kết quả bây giờ ngọc diệp thật đã trở lại rồi tính cách lần nữa thay đổi cô nàng làm cho người giúp việc và bố mẹ chồng của mình một phen hết hồn hôm nay trong giờ cơm của gia đình mặc dù đã không thèm cãi cọ nhưng mà vẫn còn có chút thái độ với hai ông bà con ăn no rồi con lên phòng nghỉ ngơi trước đây hôm nay con còn phải lên tập đoàn của gia đình con nữa sao con không ăn thêm chút nữa đi con mấy hôm trước con nói đã dừng ăn kiêng rồi mà sao bây giờ lại không ăn nữa rồi hả con cái đó là mấy hôm trước rồi mà mẹ bây giờ con thấy bản thân thả ga quá cho nên thân hình không được tốt phải tiếp tục ăn kiêng thì mới lấy lại dáng vóc được với lại con cũng no rồi bà ngân thấy con dâu hôm nay không mấy vui vẻ thì quay lại gọi quang vinh hôm nay hai vợ chồng lại có chuyện gì với nhau nữa rồi à sao mặt vợ con nhìn không giống thường ngày gì hết vậy hả con không có gì đâu mẹ ba mẹ ăn cơm tiếp đi con cũng no rồi con lên phòng trước ủa tới cái thằng này cũng vậy là sao chưa gì mà cãi nhau nữa hay sao vậy hả hai đứa thiệt tình luôn ông hoàng nhìn vợ mình rồi khó hiểu không hiểu sao mà người trẻ lúc nào cũng như vậy hôm đó ngọc diệp cố gắng ít giao tiếp với bố mẹ chồng của mình dù gì cô cũng không hợp để nói chuyện với bọn họ mà thời gian qua dung đã ứng xử rất tốt với hai người những hành động né tránh này của ngọc diệp làm cho hai ông bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra tối đó ngọc diệp và anh cũng không ngủ chung thường ngày thì dung đã vào ngủ chung rồi sau khi thấy vinh ôm cái gối đi qua phòng khác thì ông hoàng và bà ngân đã đi vào để nói chuyện với con trai mình nói cho mẹ nghe đi con với vợ con lại xảy ra chuyện gì nữa vậy có chuyện gì mà lại không chịu ngồi chung vậy hả Đúng rồi đấy Hôm nay vợ con cũng rất khác Không giống với thời gian gần đây chút nào hết Hai đứa mà cãi nhau Thì nói với bố mẹ đi Được thì bố mẹ giúp cho Mà làm lành nha con Chứ chưa hạnh phúc vui vẻ bao lâu Thì lại cãi nhau là không có được đâu Ông Hoàng đang bắt đầu lo lắng Về cuộc hôn nhân này Ai nấy đều đang cố gắng cứu vãn nó Dạ con đã nói với bố mẹ là không có gì rồi mà Vợ con nói Hôm nay cô ấy thấy trong người hơi khó chịu Nên muốn ngủ một mình cho dễ chịu hơn thôi Hai đứa con cũng không xảy ra chuyện gì hết Nên bố mẹ đừng có lo Cũng khuya rồi Bố mẹ mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi ạ Con cũng buồn ngủ rồi Nếu có chuyện con sẽ nói cho bố mẹ nghe mà Anh nhanh chóng đuổi khéo hai người già đi về phòng Thấy con trai đã nói như vậy thì hai ông bà cũng không còn cách nào khác Chỉ đành nghe theo anh đi về phòng Hôm nay đã là ngày quang vinh tới nơi Để lấy kết quả xét nghiệm Ngọc Diệp vì tò mò Cũng muốn đi theo cùng anh Hai người cùng nhau đi tới nơi xét nghiệm Cô y tá hỏi bọn họ một chút Thì liền dẫn tới phòng Bác sĩ đưa tờ giấy xét nghiệm Mà cả hai đang vô cùng mong chờ Ngọc Diệp dành lấy tờ giấy đó Mà chậm chậm mở nó ra xem kết quả xét nghiệm adn trên đó làm cho diệp vô cùng bàng hoàng kết quả này thật sự em vẫn có một đứa em gái nữa hay sao vậy chứ không được em về nói chuyện với bố mẹ cái đã không ngờ còn một người con nữa mà lại giấu em ngọc diệp phát hiện ra chuyện này thì lập tức cầm tờ giấy kia chạy ào ra ngoài vinh nhìn thấy cô đang không ổn thì cũng nhanh chóng chạy theo chở cô về nhà của bố mẹ vợ mình hai ông bà nhìn thấy con rể và con gái hôm nay về nhà chơi thì rất vui vẻ bước ra tiếp đón hôm nay hai đứa sang nhà chơi à ngồi xuống nói chuyện đi con ba mẹ cái chuyện này là sao vậy hả kết quả xét nghiệm adn này là thế nào con có một đứa em gái song sinh mà tại sao trước giờ ba mẹ không nói cho con biết vậy bố mẹ của ngọc diệp cầm lấy tờ giấy xét nghiệm từ trong tay của cô chăm chú xem kết quả bên trong đó Hai ông bà không ngờ rằng đứa con của mình lúc đó vẫn còn sống, lập tức nhìn sang cô, gấp gáp lên tiếng hỏi. "Con bé, không có đi theo con sao? Làm sao mà con tìm được em gái của mình vậy hả? Mau ngồi xuống kể lại hết cho bố mẹ nghe luôn, có được không con?" Hai ông bà nắm lấy cánh tay của Ngọc Diệp, kéo cô ngồi xuống nói chuyện với bọn họ. Cô cũng không ngần ngại, đem tất cả những chuyện xảy ra giữa mình và Dung kể cho bố mẹ nghe hết bao gồm cả việc dung giả làm cô vào ở trong nhà cùng với quang vinh trong mấy tháng qua hai ông bà không mấy quan tâm đến chuyện đó chỉ để ý việc giờ dung đang xuống ở đâu và đang làm gì mà thôi lập tức cả nhà liền cho tài xế chờ họ đến vũng tàu để nhận lại người con thất lạc của mình trong hai mươi mấy năm qua lần đó mẹ của diệp sinh ra một cặp đôi con gái nhưng khi vừa chào đời được hơn một tuần Thì cô em đã bị mất tích Lúc đó cả gia đình của Ngọc Diệp Đã không ngừng cho cảnh sát và người đi điều tra Tìm cô con gái của mình về Nhưng tất cả mọi nỗ lực của họ Gần như đã không làm được gì cả Dung đã mất tích hơn 20 năm Và không ai dám chắc về chuyện đó nữa Hai ông bà không kể chuyện này cho Diệp nghe Vì muốn cô có một cuộc sống thoải mái và không cần nghĩ ngợi về người em song sinh này bây giờ không ngờ gia đình bọn họ lại tìm được nhau trong cái hoàn cảnh này với hai ông bà thì đứa con gái út này đã quá thiệt thòi rồi chỉ cần tìm lại được thì nhất định sẽ bù đắp hết những gì mà họ có thể có quang vinh thấy gia đình cô thì đang đi tìm con gái thất lạc anh cũng không chen chân vào được chỉ đành quay về nhà nói chuyện với bố mẹ của mình hai người lớn trong nhà nghe xong cũng không dám tin rằng con dâu của họ đã sớm có người bên ngoài đã vậy còn cho người giả mạo nữa chứ hèn gì mà tính cách mới thay đổi vậy bây giờ con định thế nào con đã thích cô em đó sao dạ đúng là như vậy nếu như nhà bọn họ tìm được dung quay về vậy thì con muốn ly hôn với diệp để hai đứa con được tiến tới với nhau dù gì thì con cũng đã tìm được người mà con thật sự yêu thương và cũng muốn sống cùng cô ấy con mong là bố mẹ hiểu được cho con hai người quay mặt nhìn nhau lại nhìn sang bộ dạng kiên quyết của con trai nhà mình lần này đột nhiên hai người lại có chút dao động nhìn con trai của họ đang chờ họ đồng ý cho anh tiến tới hạnh phúc mà có chút thương cảm cứ như vậy được một lúc thì ông hoàng mới vỗ vai anh lên tiếng thôi được rồi Ba cho phép con đấy Chỉ cần nhà bên đó đồng ý gả Thì ba mẹ cũng sẽ cho con cưới Một năm qua Cả con và Diệp đều thì thòi cả rồi Sống một cuộc sống như vậy Đều là do bố mẹ suy nghĩ không tốt Bố mẹ hiểu cho con là được rồi à Cả gia đình Ba người của anh Ôm lấy nhau vô cùng hạnh phúc Lúc này Vinh mới cảm nhận được Cái hạnh phúc mà anh đang thật sự mong chờ Hai năm sau dung đang mang cái bụng bầu của mình đi dạo trong sân vườn cùng với bà ngân mẹ chồng nàng dâu trông vô cùng thân thiện hai năm trước sau khi cả gia đình của ngọc diệp tìm lại được cô thì vui mừng không thể tàn nổi cuối cùng gia đình họ cũng có thể đoàn tụ lại với nhau không lâu sau đó thì diệp cũng thổ lộ ra lòng mình để giải thoát cho vinh cũng như chính mình lúc này vinh mới ngỏ lời với dung bố mẹ hai bên cũng không phản đối để vinh và dung cưới nhau đều làm cho báo chí dậy sóng cả một thời gian dài nhưng những lời nói của người ngoài sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình của bọn họ diệp sau khi kết thúc cuộc hôn nhân này thì đã bước đến bên cạnh tùng bây giờ diệp và tùng đang sống cùng nhau ở nhà của bố mẹ cô cuộc sống của hai người cũng vô cùng hạnh phúc mỗi người đều đã tìm được cho mình một hạnh phúc riêng cũng là hạnh phúc ban đầu mà bọn họ nên có. Quý vị và các bạn thân mến, hai bên bố mẹ của Quang Vinh và Ngọc Diệp cứ ngỡ rằng tác hợp cho những đứa con của họ thành đôi sẽ khiến cho các con hạnh phúc. Nào ngờ lại khiến cho đôi trẻ chán trường bởi giữa họ làm gì có tình yêu và rồi họ phải đi tìm hạnh phúc cho cuộc đời mình. Cuối cùng thì cả Ngọc Diệp và Quang Vinh đã tìm được nửa còn lại của mình thế mới biết không ai có thể sống một cuộc sống mà mình không muốn cả. Đối với chuyện hôn nhân của con cái, bố mẹ không phải lúc nào cũng đúng. Cuộc sống và hạnh phúc của mình phải do chính mình nắm giữ. Sẽ hạnh phúc khi cả hai trái tim cùng hòa một nhịp đập. Phải không quý vị và các bạn? Nhận lệ cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.